sửa chữa lắp đặt đối với ô tô. Nay tôi sẽ hướng dẫn thí dụ các bạn cách kiểm tra cái đầu màn hình của Trung Quốc thôi mà nó bị cái hiện tượng này. Con đầu này là đầu của Kia Morning, nó bị cái hiện tượng trắng và sọc như này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thí dụ các bạn cách kiểm tra hiện tượng trắng sọc như thế này mà camera lùi vẫn lên. Chú ý nhé, những cái biểu hiện của nó là camera lùi vẫn lên thì có nghĩa là nguồn vào con đầu này rất là tốt rồi, nguồn cấp vào đầu rất là tốt mà nó như trắng này thì đa số là cái trường hợp là nó bị lỗi nguồn của cái phần DVD này. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra. Đó, các bạn nhìn vào mạch của nó đây. Mạch này thì nó gồm mấy con IC này, nhưng mà các bạn chú ý đến hai con IC nó có hai cuộn cảm này. Đó, hai IC có hai cuộn cảm này. Đây, con này và con này. Khi các bạn bật nguồn lên nó trắng màn như thế, các bạn đo vào cái chân cuộn cảm này cũng được, hoặc đo vào chân con diode này. Và các bạn nhìn vào đồng hồ. Đấy, nó 5V, vậy chứng tỏ là cái con IC này nó sống tốt. Còn các bạn đo vào đây. Đo vào phần này. Đó, các bạn nhìn kim đồng hồ nó chỉ lên được có 1V và chứng tỏ con IC này đang bị chết. IC này cũng là 5V các bạn nhé. Các bạn IC 5V này các bạn có thể không có IC giống như thế này thì các bạn có thể thay vào con nào mà nó tạo ra 5V cũng được. Con 5V mà cường độ dòng của nó rơi vào tầm khoảng 5A. Đó, các bạn đo như thế các bạn biết là đây là, các bạn có thể biết là đây là phần chết của phần nguồn chết. Nguồn chết này nó sẽ là phần nguồn của cái mạch DVD này. Bởi vì là đây các bạn đo vào hai con IC nắn nguồn ở trên này. Các bạn đo chân của nó này. Đó, nó cũng nên có 1V, đằng kia đồng hồ lên 1V nhỉ. Đấy cũng thế. Đấy, lên 1V mà cái này nó phải là 3.3 và 1.8 cơ. Hai con IC này 3.3 1.8 cho cái đồng hồ này ra các bạn xem. Đây. Đây các bạn chấm vào đây nhé. Đây cái chân nguồn vào. Đấy, nó lên là có 1V thôi. Nó thiếu nguồn vào đây phải 5V. Và đây nó ra 1.8 với lại đây là 3.3. Các bạn nó thiếu vôn nó không chạy được thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng trắng màn. Nó thiếu nguồn cấp cho cái con chương trình, cái phông nền của nó, cho nên là nó phông nền không hoạt động cho nên nó trắng màn thế thôi. Còn camera lùi của nó chạy đường khác nó vẫn lên bình thường. Còn cái phần như tôi nói, cái phần ở con IC này là cái phần nó nuôi nguồn cho màn hình, cho nên là khi nó sống, cho nên màn khi IC này sống thì nguồn màn hình vẫn sống, nên cam lùi nó vẫn lên. Bây giờ tôi sẽ thay cái con IC này. Sau khi tôi đã thay con IC nguồn 5V, câu con IC nguồn 5V vào thì chiếc đầu đã chạy rất là ngon lành. Thế tôi thử lại chân nguồn cho các bạn xem nhé. Đây, chân nguồn này là nguồn 5V này. Chạy vào đây. Đó, kim đồng hồ đã chỉ đến 5V, rất là chuẩn. Và con IC này tôi đã câu vào. IC này nó mang tên là 2576. Nó nắn nguồn 5V. Các bạn có thể chế nó vào, cứ nguồn 5V là được. Dòng nó tầm khoảng 5A. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Huy Hiếu. Nếu quý vị và các bạn chưa tìm đến nơi sửa chữa uy tín và chất lượng thì hãy liên hệ ngay với Huy Hiếu để được Huy Hiếu giúp đỡ. Và quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như nhấn vào quả chuông để nhận được những video mới nhất và nhanh nhất đến từ Huy Hiếu. Nếu quý vị và các bạn gặp khó khăn gì về âm thanh hình ảnh ô tô thì hãy comment ngay bên dưới để Huy Hiếu ra những video mới chia sẻ với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.